Hello mọi người, đã đến cái võ và BChaCha tập số 90. Và tập hôm nay mình sẽ tiếp tục đến với cái phần 3 của cái chương số 10. Chương số 10 có tiêu đề là bốn trọng tâm của những kẻ làm lịch sử. Thì hai video trước mình đã đi ở trọng tâm là biến IQ thành tài sản. Cái buổi thứ hai là thoát khỏi mọi thứ gây sao lãng. Và hôm nay mình đi vào số 3, đó là phần tập làm chủ bản thân ha. Càng tập thứ ba, tập làm chủ bản thân. Thì trong cái tập này á, thì thầy cốt truyện đi, thì cái ông Riley, ngài Riley dẫn hai người này đi đến một bờ biển nhỏ, eo biển nhỏ để tận hưởng cái hoạt động là bơi, chơi đùa cùng với đàn cá heo ha. Một hoạt động rất là hiếm người có thể có được và ông đã hứa trước đó, khi gặp lần đầu gặp hai người này ông đã hứa, và hôm nay ông thực hiện cái lời hứa đó. Thì khi mà dẫn hai người này đến với cái chỗ cá heo đó để chơi đùa và quay về dinh thự, thì mọi người đã ông đã chia sẻ cái trạng tâm thứ ba, đó là tập làm chủ bản thân cho hai con người, chủ doanh nghiệp, người người đàn bà ha, và người đàn ông là họa sĩ. Thì trong cái phần này chủ yếu nó sẽ có hai cái vấn đề đặt ra. Vấn đề thứ nhất đó là những cái mà bề ngoài mình thể hiện, bề ngoài mình đạt được ở bên ngoài người ta có thể nhìn vào được đó, những cái thành công của mình đó, thì nó được hình thành và nó là kết quả của những hoạt động bên trong nội tại của bản thân của mọi người mà các bạn đã luyện tập, đã cố gắng nâng cao nó ra và luyện tập để nó tạo ra kết quả mà mọi người thấy. Cái kết quả tất cả mọi người chỉ thấy được cái phần kết quả thôi, còn cái phần mà luyện tập á, thì cái đó là trong nội tại, thì những người xung quanh họ không thấy. Thì cái đó là cái phần mà để cái kết quả mình nó thể hiện ở ngoài nó tuyệt vời như thế nào á. Đó là một cái quá trình khổ công khổ lực ở chính bản thân của bạn. Và cái nội dung thứ hai đó là cái nội dung về vốn đế chế nội tại để bạn làm chủ bản thân của mình, phát triển bản thân mình đúng một cách đúng hướng và nó ok nhất. Thì đó là bạn phải luyện tập bốn cái đế chế nội tại trong con người của bạn. Thứ nhất là cái hệ tư duy tâm lý, cái thứ hai là hệ cảm xúc tình cảm, cái thứ ba là cái hệ thể chất sức vóc, và cái cuối cùng là đế chế hệ tâm hồn về tinh thần nha. Thì đi sâu vào những cái đế chế này nó liên quan gì với nhau và tại sao phải có đủ bốn đế chế này, thì cái bạn mới làm chủ được bản thân một cách tuyệt vời nhất. Thì cái chương cái phần này nó sẽ có phân tích ra. Thì bây giờ mình sẽ đi sâu vào trong những cái lời câu, những cái quan điểm hay mà mình nghĩ nó giúp ích cho mình, thì mình chia sẻ lại cho mọi người ha. Đầu tiên mình sẽ đi vào tập làm chủ bản thân. Quan điểm đầu tiên đó là mọi điều bạn làm ở thế giới bên ngoài là hệ quả tuyệt vời, là hệ quả tuyệt đối của những gì đang diễn ra nơi nội tại trong bản thân của bạn ha. Tầm ảnh hưởng của bạn trong thế giới này phản chiếu của vầng hào quang, sự cao thượng, sức sống và ánh sáng bồ bạn chạm tới bên trong bản thân của bạn. Đám mật lấy một cái lời của cái ông gọi là một cái người nổi tiếng là Mahatma Gandhi,
thì đám ma quỷ duy nhất trên đời là đám ma quỷ đang chạy trong tim ta. Đó là nơi ta phải chiến đấu, có nghĩa là ta phải chiến đấu chống lại chính cái con ác quỷ trong chính con người của bạn. Thì đó là nơi mà bạn phải chiến đấu đầu tiên, và nơi đó sẽ là nơi giúp bạn chiến thắng, đánh bại hết tất cả những con ma quỷ mà bạn gặp phải. Mà khi mà bạn đã đánh bại chính con ma quỷ lớn nhất trong tim của bạn thì lúc đó là bạn đã rất là mạnh rồi ha. Bốn đế chế nội tại cần chu rằng để bạn làm chủ bản thân của mình một cách hiệu quả nhất, đó là hệ tư duy, hệ cảm xúc, hệ thể chất và hệ tâm hồn ha. Thời gian tốt nhất để bạn luyện tập tối ưu hóa bốn cái đế chế nội tại của bản thân đó là khung giờ từ 5 giờ sáng đến 6 giờ sáng nha. Thì cái thời gian đó là thời gian nó rất là yên ắng, rất là cô độc, để bạn có thể suy nghĩ, bạn có thể có một cái năng lượng tuyệt vời khi không có sự ồn ào, sự phức tạp của đời sống hàng ngày nó ảnh hưởng tới bạn. Thì bạn có những cái nội tiết tố, có những cái chất nó sinh ra, nó giúp bạn hiệu quả trong cái suy nghĩ và có một cái tinh thần tuyệt vời trong một ngày làm việc dài. Cái quan điểm tiếp theo đó là mỗi ngày sẽ tốt đẹp hơn bộ phận nếu bạn chăm tập thể dục. Cái này là chắc chắn nha. Hệ tư duy nói tới tâm lý của bạn, hệ cảm xúc nói đến cảm xúc của bạn, hệ thể chất nói tới cơ thể của bạn, còn hệ tâm hồn thì nói tới đời sống tinh thần của bạn. Hệ tâm hồn chính là nhớ đến bản chất thực sự của con người bạn. Và có một cái quan điểm nữa đó là hiện tại có rất là nhiều cái khóa học hay có rất nhiều người truyền cảm hứng thì họ chỉ tập trung vào là cái hệ tư duy, là có nghĩa là khi bạn suy nghĩ một điều gì đó, bạn suy nghĩ bạn sẽ làm được, sẽ thành công, thì nó sẽ giúp bạn tiến tới sự thành công đó. Tuy nhiên á, thì đó chưa phải là một cái hệ tư tưởng đúng hoàn toàn. Về cái hệ tư duy bạn tốt nhưng hệ cảm xúc bạn tiêu cực, bạn buồn bã thì nó cũng sẽ làm cho sự thành công của bạn nó chỉ nửa vời, nó chỉ là bề ngoài thôi. Nên khi bạn muốn sự phát triển của bản thân của bạn đúng thật sự là hiệu quả 100% và nó ảnh hưởng tích cực đến mọi người xung quanh đó, thì bạn phải rèn luyện bốn cái nội tại của bạn. Bốn cái nội tại nãy giờ mình nói là gì ta, bốn cái đó là một cái gì, đó là bốn cái bốn đế chế nội tại của bản thân: hệ tư duy, hệ cảm xúc, hệ thể chất và hệ tâm hồn ha. Thì khi bạn làm tốt cả bốn đế chế này, bạn luyện tập bốn đế chế này nó tuyệt vời ấy, thì bạn sẽ có sự thành công đúng thì bản chất của nó là một thành công không tì vết, một thành công full HD luôn, full hết luôn ha. Chứ còn mà bạn chỉ hệ tư duy, bạn chỉ luyện hệ tư duy mà không có hệ cảm xúc hay bạn không có thể chất, thì khi mà cảm xúc bạn nó tiêu cực và thể chất bạn yếu thì bạn không thể nào, dù có một tư duy tuyệt vời nhưng sẽ không có động lực để bạn làm, sẽ không có những cái nguồn lực để bạn làm nó, cái tư duy đó nó đi đến cùng ha. Thì đó là tất cả những nội dung mà cái
Phần 3, cái bước 3 là bước tập trung bản thân ha. Mà hôm nay mình chia sẻ đối với mọi người ha. Tập trung làm chủ bản thân ha. Và cái khung giờ nó hoàn hảo nhất đó là khung giờ từ 5 giờ sáng đến 6 giờ sáng ha. Thì nội dung video này của mình cũng xin được kết thúc ở đây, và sẽ hẹn mọi người ở video số 91 để mình đi đến cùng cái bước cuối cùng của cái bốn bước cái bốn trọng tâm mà được đề cập để bạn thành công ha. Thì trọng tâm thứ tư đó là tích tiểu thành đại. Sẽ hẹn mọi người ở tập số 91 ha, và chúc mọi người có những cái nội dung, có những cái kiến thức tuyệt vời từ video của mình, và chúc mọi người có những thành công và sức khỏe để mình phát triển mỗi ngày. Xin hẹn lại người ở tập số 91. Bye bye.